Trường Trung học cơ sở Chu Văn An thân chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta sang bài 45, Acetic Acid. Chất này có công thức phân tử là C2H4O2, phân tử khối bằng 60. Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu tính chất vật lý của Acetic Acid. Tên cũ là acid acetic. Để dễ nhớ thì các em hãy liên hệ với thực tế một chút nhé. Giấm ăn là dung dịch của acetic acid nồng độ 2-5%. Như vậy, acetic acid nó có vị chua. Trong thực tế nó là một chất lỏng không có màu, tan vô hạn trong nước và có vị chua. Phần này các em học ghi nhớ 1 trên 142. Cấu tạo của phân tử acid acetic như thế này. Công thức phân tử là C2H4O2. C thứ nhất nối với 3H. Sau đó C này sẽ nối tiếp với nhóm CO. Và C nối với nhóm CO lại liên kết trực tiếp với nhóm OH, tạo thành một nhóm lớn hơn, đó chính là nhóm COOH. Thầy nhắc lại nhé, nó có nhóm OH kết hợp với nhóm CO, tạo thành nhóm COOH. Chúng ta có thể viết gọn lại là CH3COOH. Từ đó mình nhận xét, trong phân tử acetic acid, nó có nhóm COOH, làm cho phân tử có tính acid. Là một acid thì nó phải, chúng ta phải xác định được gốc acid của acid đó. Nhìn vô cấu tạo, mình thấy nó đều có nhóm OH. Nó có nhóm OH giống như rượu, mà H này rất linh động. H trong nhóm OH rất linh động. Vậy nó dễ dàng bị thay thế. Khi H bị thay thế, nó sẽ tạo thành gốc acetate. Chỗ này còn một liên kết nè. Đây chính là cái liên kết sau khi H bị thế. Vậy thì cái gốc này nó có hóa trị 1. Các em quan sát clip sau nhé. Thí nghiệm kiểm chứng tính axit của axit acetic. Thí nghiệm 1. Tác dụng với quỷ tím. Lấy 2 mẩu quỷ tím cho lên đĩa thủy tinh. Nhỏ một giọt dung dịch axit acetic lên một mẩu giấy quỷ. Nhận xét sự thay đổi màu của quỷ tím. Lấy 4 ống nghiệm. Cho vào ống thứ nhất một ít bột đồng 2 oxit. Số 2, ml dung dịch natri hydroxit có sẵn giấy phenol phthalein. Cho vào ống 3, một ít bột natri carbonate.
đun nóng trên ngọn lửa đèn cồn. Quan sát sự đổi màu của dung dịch, viết phương trình hóa học của phản ứng. Ống thứ hai đựng natri hydroxit có giấy phenol và kali. Quan sát hiện tượng của thí nghiệm. Cho axit acetic vào số 3 đựng muối natri carbonat. Quan sát nêu hiện tượng thí nghiệm. Viết phương trình hóa học của phản ứng. Cho ống thứ tư 20 ml dung dịch axit acetic và ống đựng kim loại kẽm. Thí nghiệm của phản ứng axit acetic với kim loại kẽm, nêu hiện tượng, viết phương trình hóa học. Thí nghiệm kiểm chứng tính axit. Như vậy, qua video clip trên, chúng ta thấy acetic acid nó có tính chất chung của một acid. Đó là nó tác dụng được với quỷ tím, kim loại basic oxide mà tên cũ chúng ta gọi là oxit bazơ, với base là bazơ và với muối. Nếu các em quan sát kỹ hơn phản ứng với kẽm, các em thấy bọt khí hydro này sủi chậm hơn rất nhiều so với khi cho vào HCl hoặc muối carbonate tác dụng với acid, thì khí CO2 thoát ra cũng từ từ chậm hơn nhiều so với HCl, bởi vì đây là một acid yếu. Nó là một acid hữu cơ có tính chất của một acid, nhưng mà là một acid yếu. Bây giờ chúng ta rèn cách viết phản ứng nha. Như lúc nãy mình đã biết là cái gốc acid là gốc CH3COO của hóa trị 1. H này sẽ bị thế nè. ZN sẽ thế qua đây. H đi ra ngoài tạo thành H2. Gốc CH3COO hóa trị 1, ZN hóa trị 2. Nên nó tạo CH3COO 2 lần ZN. Sau đó các em cân bằng. Khi cân bằng, chúng ta cân bằng nguyên một cái góc luôn nhé. Sau phản ứng có hai góc, do đó phải cần hai phân tử CH3COOH. Lúc đó H này nó có hai nguyên tử H thì tạo thành H2. Một ZN trước, một ZN sau, vậy phản ứng đã được cân bằng. Tương tự như vậy thì khi CH3COOH tác dụng với COO, đây là phản ứng trao đổi H với CO. Góc CH3COO hóa trị 1, CO hóa trị 2 nên nó tạo muối CH3COO 2 lần CO. H này qua đây gặp O tạo thành nước. Với NaOH thì Na sẽ trao đổi với H, Na hóa trị 1, H hóa trị 1. Như vậy trao đổi 1:1, chúng ta sẽ không thay đổi chỉ số và không cần phải cân bằng. Với trường hợp muối carbonate, H với Na cũng trao đổi 1:1. Nhưng lưu ý ở đây hai nguyên tử Na, do đó chúng ta phải cân bằng hệ số 2 ở đây. Khí CO2 thoát ra. Vậy chúng ta có thể dùng 5 cái tính chất này luôn để phân biệt acid và acetic acid và ethanol. Ethanol nó tác dụng với Na nhưng nó không tác dụng với ZN. Ethanol không làm quỷ tím đổi màu đâu nhé.
Các em có thể dùng quỳ tím cho vào dung dịch nếu quỳ hóa đỏ là acetic acid, còn lại là ethanol. Và dùng muối carbonate cũng được, hiện tượng là sủi bọt khí CO2 lên. Các em quan tiếp clip sau nhé. Mời cùng xem. Click tác dụng với axit acetic. Cho vào ống nghiệm có chứa sẵn vài mảnh sứ trắng, khoảng 2 ml rượu ethylic, 2 ml axit acetic và 1 ml axit sulfuric đặc. Sau đó lắp ống nghiệm lên giá, miệng ống nghiệm được đậy bằng nút cao su của ống dẫn khí xuyên qua. Đầu ra của ống dẫn khí đặt gần sát đáy một ống nghiệm khác nhúng trong cốc có chứa nước lạnh. Hơ đều ống nghiệm rồi đun tập trung tại vị trí chứa hỗn hợp phản ứng. Sau vài phút, tháo ống nghiệm chứa sản phẩm ra khỏi hệ thống. Thêm vào đó khoảng 2 ml dung dịch muối ăn bão hòa. Lắc mạnh ống nghiệm rồi để yên một thời gian. Các em quan sát lớp chất lỏng trong ống hiện nghiệm tượng và giải thích. Các em thấy nó tách thành hai lớp không? Nó có một cái mặt phân cách ở chính giữa cái phần chất lỏng đó. Thì cái lớp trên chính là sản phẩm, còn lớp dưới là dung dịch NaCl bão hòa. Đấy. Để một thời gian các em sẽ thấy nó tách thành hai lớp rất là rõ. Acid acetic có thể tác dụng với ethanol. Theo phương trình phản ứng sau, acid acetic tác dụng với ethanol, nó tạo thành ethyl
Acetate là cái lớp chất lỏng nổi phía trên của ống nghiệm sản phẩm và nước. Phản ứng xảy ra lúc nãy chúng ta thấy là sẽ cho H2SO4 đặt vô và đun nóng lên. Các em chú ý, đây là phản ứng hai chiều nhé. Phản ứng này nó tạo thành ethyl acetate là một ester, cho nên người ta còn gọi phản ứng này là phản ứng ester hóa. Vậy acetic acid nó có những ứng dụng gì? Từ acid acetic nó tạo thành các ester. Ester là những chất có mùi hương đặc trưng nên người ta dùng để chế tạo các loại hương liệu, để làm tơ nhân tạo và làm cho phẩm nhuộm bền màu hơn. Có thể pha chế thành giấm ăn với nồng độ loãng, hoặc dùng làm thuốc diệt côn trùng, diệt cỏ và điều chế chất dẻo, vân vân. Phần này các em đọc sách giáo khoa trang 142. Khi cần điều chế acetic acid thì trong công nghiệp người ta tiến hành oxy hóa butan với chất xúc tác và nhiệt độ thích hợp để tạo acid acetic theo phương trình bên dưới, hoặc lên men các dung dịch rượu loãng có mặt men giấm thì sẽ tạo thành dung dịch acetic acid. Về nhà các em làm bài tập trong sách giáo khoa. Bài số 8 sau chúng ta không phải làm. Chào tạm biệt các em và hẹn gặp các em ở những bài sau nhé.